37 độ 3. Đây là nhiệt độ cơ thể mình. Cho kết quả cực kỳ nhanh và đọc kết quả cũng cực kỳ dễ. Máy hồng ngoại Medizana. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhiệt kế hồng ngoại Medizana. Để đo nhiệt độ cơ thể, các bạn cần phải chọn gạt phím trên thân máy sang biểu tượng mặt người. Bước thứ hai, các bạn bấm khởi động máy. Các bạn thấy ánh sáng xanh xuất hiện. Và các bạn đợi đến khi có hình chữ C trên màn hình xuất hiện như thế này. Và các bạn đưa máy vào gần trán, cách trán từ 1 đến 2 cm. Bấm giữ phím Start. Di chuyển từ trước trán cho đến phần thái dương. Và trong vòng từ 2-3 giây các bạn sẽ có được kết quả thân nhiệt của mình 37 độ 2. Trong quá trình đo các bạn sẽ nghe thấy tiếng pip đều và tiếng pip nhanh. Khi pip nhanh là khi máy phát hiện trong khu vực đo có phần nhiệt độ cao hơn và sẽ lưu giữ lại kết quả cao nhất của khu vực này. Các bạn lưu ý khi sử dụng nhiệt kế hồng ngoại để đo nhiệt độ, các bạn cần phải lau sạch trán, mồ hôi và vén tóc ra một bên. Đối với và các bà mẹ cần phải lưu ý thêm một điều nữa là hãy giữ bé yên tĩnh trong vòng 30 phút hoặc là sau khi bé vận động 30 phút và cũng để đo nhiệt độ được chính xác hơn. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo nhiệt độ của đồ vật. Đầu tiên, để đo nhiệt độ đồ vật, các bạn cần phải chuyển nút ở thân máy xuống về phía mặt, phía có biểu tượng ngôi nhà như thế này. Sau đó làm tương tự, bật khởi động máy cho đến khi có biểu tượng chữ C hoặc là nghe thấy tiếng pip như này. Đưa máy gần đến vật mà các bạn muốn đo, giả sử như đây là bình nước của mình, cũng như là các bà mẹ có thể sử dụng bình đo nhiệt độ của bình sữa. Để máy cách 1 đến 2 cm, bấm giữ phím Start, di chuyển trong một đoạn khoảng từ 2 đến 3 giây các bạn sẽ có được nhiệt độ của vật mà mình muốn đo. Nhiệt độ bình nước của mình là 20,1 độ C. Và tiếp theo mình muốn giới thiệu một chức năng nữa của Medizana là có thể lưu được 30 kết quả đo trong lần nữa, 30 kết quả đo gần nhất. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn để lấy được dữ liệu của 30 lần này. Đầu tiên các bạn để máy dưới dạng trong tình trạng tắt như này. Sau đó bấm phím Start. Các bạn sẽ thấy xuất hiện biểu tượng chữ M. Sau đó các bạn sẽ bấm thêm lần nữa. Các bạn sẽ thấy xuất hiện số 1 và nhiệt độ của lần đó. Số 1 có nghĩa là lần đo gần nhất. Các bạn bấm thêm lần nữa sẽ xuất hiện số 2 và nhiệt độ của lần đo gần thứ 2. Cứ như vậy cho đến 30 lần các bạn sẽ lấy được kết quả của 30 lần. Medizana là sản phẩm được sản xuất tại Đức. Hiện nay bên mình đang phân phối sản phẩm này. Và để biết thêm thông tin chi tiết kỹ thuật của máy cũng như là để đặt hàng, các bạn có thể vào link bên dưới hoặc liên hệ với Facebook Chương Trà Hàn Sắc Cây Đức. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình hy vọng clip này sẽ giúp được các bạn sử dụng Medizana một cách dễ dàng hơn. Xin chào!